Phi lưu tiểu thuyết võng độc nhất vô nhị ký hợp đồng tiểu thuyết. Trăm ngày thề sư Một thiên thiếu niên nói chấn động toàn trường, tô tinh xuyên qua đến thế giới song song, trăm ngày thề sư đại hội bên trên lấy một thiên thiếu niên nói, dẫn tới ngàn vạn học sinh vi chi hô to. Thiếu niên trí tắc quốc trí, thiếu niên cường tắc quốc cường. Chúng ta thiếu niên, đương không phụ cửu châu đại địa, lấy lăng vân chí, để cho thế giới lâm vào cảm thán Tô Tinh là tấm gương mẫu mực cho chúng ta, há có thể ăn uống chờ chết. Trên mạng bởi vì Tô Tinh, âm ý đến khí thế ngất trời, Tô Tinh lại cùng hoa khôi trường nói chuyện yêu đương. Tô Tinh Môi cậu hơi khô, giúp cậu bôi chút sau môi, sau này buổi sáng thức dậy nhớ dùng. Lý Vũ Nhi Tôi biết rồi. Đây là sau môi có mùi gì, còn rất dễ ngửi. Tô Tinh Tôi cũng không biết, tôi cũng chưa nếm qua. Lý Vũ Nhi. Vậy cậu muốn nếm thử không? Tô Tinh. Ừ, nếm qua rồi, là vị đào mật, còn rất ngọt. Cư dân mạng. Tô Tinh cậu sa đọa rồi, theo đuổi của cậu đâu, giấc mộng thiếu niên của cậu đâu. Tô Tinh tay nâng cúp thi đấu toán học thế giới, tay cầm cúp vật lý học đứng đầu thế giới, chậm rãi đánh ra một dấu chấm hỏi. Cư dân mạng. Vậy không sao. Mạng tiểu thuyết phi lương nhắc nhở ngài bản tiểu thuyết cùng nhân vật chỉ là hư cấu, nếu có giống nhau, chỉ là trùng hợp, chớ bắt chước. Một trăm ngày tuyên thệ trước khi xuất quân đại hội. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Cuối thế kỷ 21. Đang là cuối tháng 2, tháng 3 sắp đến, sắc trời còn có chút lạnh lẽo, người đi đường bọc quần áo bó sát người, thần sắc vội vàng. Trường Trung học số 1 thành phố Lưu Châu là trường trung học trọng điểm số một số hai cửu châu. Luôn luôn là nơi vô số phụ huynh, giáo viên trọng điểm chú ý. Trường trung học Thoạt nhìn bình thường không có gì đặc biệt này, mỗi năm không biết phải vận chuyển bao nhiêu nhân tài cho cả nước. Chỉ riêng Thanh Bắc, mỗi năm đều có hơn 10 người. Hôm nay trường học thoạt nhìn cực kỳ náo nhiệt. Sân trường từ trước đến nay vắng vẻ không người, lúc này lại có không ít bóng dáng học sinh. Bọn họ cầm lớp ghế dựa, lẫn nhau cười nói hướng sân bóng đá chạy tới. 100 ngày thề sư Là một việc mà vô số học sinh đều đã trải qua Vừa là vì khích lệ học sinh, cũng là cho bọn họ một loại động lực phấn đấu Là trường trung học mà ngành giáo dục luôn coi trọng, thề sư trăm ngày tự nhiên sẽ không qua loa cho xong việc Không chỉ có lãnh đạo cấp cao trong trường tề tự tới, thậm chí còn có mấy vị học giả nổi tiếng, hệ thống giáo dục đại nã Yên lặng Một đạo thanh âm vang lên từ loa học sinh vốn còn có chút ồn ào, trong nháy mắt an tĩnh lại. Sân thể dục rộng lớn không còn một chút âm thanh nào nữa, chỉ có tiếng gió vẫn còn gào thét bên tai. Tôn kính các vị lão sư, thân ái các học sinh, mọi người buổi sáng tốt lành, hôm nay, chúng ta ở chỗ này long trọng cử hành, thi đại học trăm ngày thệ sư đại hội. Lời thoại quen thuộc, ngữ khí trầm bổng du dương, làm cho không ít học sinh nhiệt huyết sôi trào, giống như có sức mạnh dùng không hết học sinh trung học đang trong thời kỳ thanh xuân nhiệt huyết, hơn nữa cảm xúc của MC thổi phồng, trên sân thể dục tiếng vỗ tay liên tiếp vang lên. Ngay lập tức, chính là rất nhiều lãnh đạo phát biểu. Không biết vì nguyên nhân gì, hình như đã là tính chung của tất cả các trường học. Mỗi khi có lãnh đạo nói chuyện ở phía trên, học sinh phía dưới đều có bộ dáng ủ rũ. Dường như có một loại ma lực nào đó trong giọng nói của họ luôn khiến người ta cảm thấy mệt mỏi. Trên đài cao phía trên cùng của sân thể dục, ngoài trừ hiệu trưởng trường học, lãnh đạo bộ giáo dục cùng với học giả nổi tiếng. Còn có một vị thiếu niên thoạt nhìn cực kỳ trẻ tuổi. Hai tròng mắt bao hàm tinh thần, khuôn mặt góc cạnh rõ ràng, cùng với bộ dáng phong khinh vân đạm đối với hết thảy. Dẫn tới vô số thiếu nữ lâm vào ái mộ. Cho dù là đồng phục bị vô số người phỉ nhổ, ở trên người hắn cũng không có một tia cảm giác không thích hợp. Ngược lại vô cùng hài hòa, gia tăng một tia tinh thần phấn chấn. Sự thật chứng minh, không phải đồng phục học sinh không đủ đẹp, mà là người mặc xảy ra vấn đề. Tô tin. Nhân vật phong vân của trường học, không chỉ có tướng mạo bất phàm, hơn nữa thành tích cực kỳ ưu tú. Thỏa mãn hài tử nhà người khác. Lần này trường học cố ý mời Tô Tinh lên, chính là hy vọng hắn có thể làm gương tốt cho các học sinh, khen thưởng ý chí chiến đấu trong lòng bọn họ. Cũng may trăm ngày sau, có thể cách đại học trong lòng tiến thêm một bước tuy rằng hoạt động này trong mắt một số người cũng không có tác dụng gì nhưng tất cả các trường học ở cửu châu hàng năm đều tổ chức lễ tuyên thệ trăm ngày đương nhiên là có đạo lý nhất định các lãnh đạo phía trên nói chuyện còn đang hừng hực khí thế tiến hành mà tôi tin ngồi ở ngoài cùng bên phải giờ phút này cũng đã thần du phương ngoại chỉ vì hắn cũng không phải người của thế giới này đi tới thế giới này đã trọn vẹn một ngày thời gian, hắn mới chậm rãi tiếp nhận sự thật này. Đây là một cái cùng kiếp trước kém không nhiều lắm song song thế giới, chỉ bất quá cũng không có cái gọi là khuất nhục sử. Bắt đầu từ ngày mai, Cửu Châu đã ngạo nghễ đứng trên đỉnh thế giới, là siêu cường quốc số một số hai đương thời. Bất luận là quân sự, chính trị hay kinh tế đều là tồn tại số một số hai. Nhưng chẳng biết vì sao, từ thập niên 90 bắt đầu, thế hệ trẻ cửu châu lại càng ngày càng không bằng trước kia trên quốc tế có rất nhiều giải thưởng lớn nổi tiếng không còn nhìn thấy bóng dáng cửu châu nữa đã mơ hồ xuất hiện dấu hiệu thời kỳ giáp hạt vô số học giả đem cửu châu quốc tế trên thất bại quy tội cho tân sinh thế hệ nói bọn họ là cửu châu tội nhân chỉ biết hưởng lạc không có chí tiến thủ sa vào trong cuộc sống giải trí như trò chơi theo đuổi ngôi sao bất quá tô tin lại biết đây hoàn toàn là lời nói vô căn cứ. Không có làm ra một chút thành tích, liền đem tất cả trách tội đến những người khác trên đầu, đây là kẻ yếu biểu hiện. Thế giới song song và thế giới trước kia rất giống nhau. Kiếp trước cũng như vậy, bao nhiêu người từng nói sau 80 là một thế hệ bị hủy diệt. Nhưng quốc gia dần dần cường thịnh, lại đủ để chứng minh, sau 80 không có không chịu nổi như tiền bối nói. Vì thế tương tự, liền chuyển tới sau 90, thậm chí sau không nhưng đó cũng chỉ là tạm thời khi bọn họ cầm chứng nhận đi làm xã hội quốc gia hoàn toàn có thể chứng minh ưu tú của bọn họ chẳng qua so với kiếp trước ngôn luận của thế giới này càng thêm ăn sâu vào lòng người mà thôi kiếp trước tô tin chính là ngàn vạn bị trào phúng sau đó phấn đấu tiến lên một thành viên bằng vào thành tích xuất sắc một đường tiến vào học phủ cao nhất cùng đạo sư công phá vô số cửa ải khó khăn lập được công huân bất hủ nhưng sau đó bởi vì quá mức chú ý nghiên cứu khoa học trên đường về nhà không chú ý đèn xanh đèn đỏ sau khi bị xe đụng mất đi ý thức lúc này mới tới nơi này trước kia một đời kia tôi tin đem cả đời đều kính dân đời này nên làm như thế nào hắn tạm thời còn không có suy nghĩ tốt chỉ là thật không ngờ đời này hắn lại muốn tham gia thi đại học chuyện thần thánh như vậy kiếp trước bởi vì được cử đi học hắn cũng không có tham gia thi tốt nghiệp trung học ngược lại có chút tiếc nuối. Bất quá hiện tại, tiếc nuối này ngược lại có thể bù đắp. Nghe một chút, đây là lời mà một người nên nói sao? Chào mọi người, tôi là Âu Dương Huyền. Các bạn học, tháng 6 nhất định là một hồi không có khói thuốc súng chiến tranh, nhân sinh có thể có mấy lần đỏ sức, lúc này không đỏ sức khi nào đỏ sức, giang sơn đại hữu tài nhân xuất, các lĩnh phong tao mấy trăm năm. Một đạo thanh âm kích động các đức suy nghĩ của hắn, Tô Tinh hơi quay đầu, liền nhìn thấy một vị học giả lớn tuổi hơn một chút. Lúc này đang kích thích văn tự lão giả, Tô Tinh cũng không nhận ra, nghe nói là trường học mời tới giáo sư. Bất quá đối với lời nói của hắn, Tô Tinh vẫn tương đối tán thành. Hiện tại học sinh trung học chính là lúc thanh xuân, ít nhiều vẫn có thể kích thích nhiệt huyết trong lòng một bộ phận người. Chỉ là cơn tức ngực này, có thể kéo dài bao lâu thì khó mà nói có thể một ngày, có thể hai người, thậm chí lâu hơn. Có lẽ có người có thể liên tục đến khi kết thúc kỳ thi tốt nghiệp trung học cũng không nói được, cái này phải tùy người mà khác. Tô tin nghe bên tai truyền đến thanh âm như tiếng nổ vang, ngược lại có chút hiểu được. Vì sao lỗ tai của giáo viên trường học càng lúc càng nhọn, đợi đến cấp bậc hiệu trưởng kia, lại ít nhiều có chút lỗ tai. Hiện tại tô tin xem như tìm được nguyên nhân, đều là bị cái loa lớn này làm hại. Tô Tinh cố nén thân thể khó chịu, tiếp tục nhẫn nại nghe tiếp. Không thể không nói, vì Âu Dương Huyền giáo sư bên cạnh này vẫn rất có thực lực. Không ít nơi, Tô Tinh nghe được cũng không nhịn được gật đầu. Viết viết, liền nhớ tới những năm tháng trung học, rất tốt đẹp cũng rất thống khổ. Hai, giáo thụ giận dữ, chửi ầm lên. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Rất nhiều người biết về tinh thần rút kiếm và rất nhiều người biết về tinh thần rút kiếm Tinh túy của tinh thần lượng kiếm chính là mặc kệ ngươi đối mặt với đối thủ như thế nào, đầu tiên phải có can đảm lộ ra bảo kiếm của mình, phải có can đảm lộ ra khí thế của mình. Cho dù ngã xuống cũng phải ngã trên đường xung phong, cho dù ngã xuống cũng phải bảo vệ tôn nghiêm của một kiếm khách, điều tương tự cũng đúng với kỳ thi đại học, sự hèn nhát không thể giành được sự đồng cảm của đối thủ, chỉ để lại những câu chuyện cười và thậm chí chết trong sự hèn nhát. Các bạn học là tuấn mã, sẽ dương vó chạy như bay là hùng ưng, sẽ vật lộn trời cao, là thủy thủ, sẽ đánh sóng chém sóng, là dũng sĩ, sẽ dũng cảm tiến lên. Thanh âm của giáo sư Âu Dương Huyền bên cạnh vẫn còn vang vọng bên tai, trạng thái như vậy đã kéo dài hơn 20 phút. Tô tin nhìn bản thảo trước người hắn, mới lật qua 4 năm trang, phía sau còn có hơn phân nửa chưa lật xong. Dù là tô tin, cũng cảm giác có chút hết chỗ nói, lời động viên có chừng mực nếu muốn đem tất cả ý nghĩ rót vào cho học sinh chỉ có tác dụng ngược lại căn bản không có một tia hiệu quả đương nhiên tôi tin cũng sẽ không mở miệng nói ra dù sao hắn chỉ là một học sinh Âu Dương Huyền làm như thế nào là chuyện của người ta nơi nào tới phiên hắn bình phẩm thời gian chậm rãi lướt qua đầu ngón tay sẽ qua bàn tay nhỏ bé thân mật của hai người trong lúc bất tri bất giác lại qua hơn 20 phút lúc này trên sân thể dục học sinh đã bắt đầu có chút chống đỡ không nổi bọn họ ngã trái ngã phải ngồi ở trên sân thể dục tựa vào trên người đồng bạn nói một ít chọc cười ngay từ đầu các học sinh nghe được lời giáo sư quả thật vô cùng phấn chấn chỉ là theo thời gian trôi qua cổ phấn chấn này lại dần dần chuyển biến thành không thú vị hết thảy đúng như tô tin trong lòng suy nghĩ các học sinh đã bắt đầu có chút bất mãn lúc này làm sao còn có người chú ý trong loa trên sân thể dục rốt cuộc nói những gì. Vì tất cả. Giáo sư trên đài cao ngoảnh mặt làm ngơ, hoàn toàn không ý thức được sự khác thường của học sinh, vẫn cầm bản thảo đã sớm chuẩn bị tốt trong tay, thao thao bất tuyệt. Theo thời gian trôi qua, âm thanh trên sân thể dục lại càng lúc càng lớn, mơ hồ muốn lấn ác tiếng còi trên sân thể dục. Phía dưới ồn ào, rốt cục đưa tới Âu Dương Huyền không vui. Hắn liếc nhìn học sinh dưới đài, dừng lại. Ai ngờ, khi hắn dừng lại học sinh phía dưới lại càng ầm ý hơn thanh âm của giáo sư dừng lại rồi bây giờ có thể đi chưa thật sự dừng lại kém không nhiều hơn một giờ a à, hắn trọn vẹn niệm một giờ ta thật sự say có thể hay không cân nhắc một chút chúng ta học sinh cảm thụ a à. đúng vậy có thời gian còn không bằng trở về đánh vài đề đi hắc, may mà ta cơ trí trực tiếp mang sách tới vừa mới làm xong một bộ bài thi bây giờ chuẩn bị làm bộ thứ hai ngươi chuyện gì xảy ra mỗi ngày chỉ biết là cơm khô người vậy mà soát lên bài thi được thất tâm điên a à. ngươi thì biết cái gì phấn đấu trăm ngày ta muốn lên đại học tây hải khá lắm thật sự có ngươi a à, vậy mà sau lưng ca mấy cái vụn trộm học tập bài thi của ngươi rất tốt lấy ra đi ngươi thanh âm phía dưới càng lúc càng lớn nhiễm nhiên có chút không khống chế được trong đó không ít phần tử nghịch ngợm thậm chí dâng lên ý niệm lén lút trốn đi. Âu Dương Huyền nghe thành thế to lớn phía dưới, trong nháy mắt có chút cấp trên. Hắn vốn không muốn diễn thuyết, nhưng yêu cầu của chính phủ lại không dễ cự tuyệt. Lúc này mới không tình không nguyện đi vào trong trường. Lúc mới vào trường, biểu hiện của học sinh quả thật khiến anh rất hài lòng. Nhưng hiện tại, lại làm cho hắn dâng lên một cổ chán ghét. Yên lặng một đạo thanh âm uy nghiêm vang lên trong toàn bộ sân thể dục. Phát hiện thanh âm đến từ hiệu trưởng, các học sinh nhau nhau ngậm miệng lại. Sân thể dục trọng lớn lần nữa khôi phục bình tĩnh lúc trước, lão sư đứng ở phía sau, cũng bắt đầu hành trình tuần tra của bọn họ. Trong lúc nhất thời, tất cả học sinh câm như hến. Giáo sư Âu Dương, mời tiếp tục. Giáo sư chủ nhiệm bên cạnh nhỏ giọng nhắc nhở. Âu Dương huyền ho khang một tiếng, nghiêm mặt không ít đối với những lời ta nói lúc trước, xem ra mọi người cũng không có hứng thú. Vậy ta liền nói một chút cái khác được rồi. Âu Dương Huyền hơi dừng lại, ngữ khí đột nhiên biến đổi. Vốn đối với việc đi tới Lưu Châu đệ nhất trung học, ta là thập phần vui sướng. Các ngươi là tương lai của Cửu Châu, sau này các ngươi cuối cùng cũng ra khỏi trường, bước vào xã hội, dần dần xâm nhập vào các địa phương của Cửu Châu. Ta không biết các ngươi bình thường là như thế nào học tập, nhưng ta sâu sắc biết, tôn trọng hai chữ này viết như thế nào khi có người ở phía trên nói chuyện các ngươi phải làm là tận tâm lắng nghe mà không phải ở phía dưới châu đầu ghé tai tôi không thể nghĩ ra một người mà ngay cả sự tôn trọng cơ bản cũng không thể đọc được sẽ đạt được bao nhiêu thành tựu trong tương lai hiện tại một chút khô khan như vậy các ngươi đều chịu không nổi về sau phải gánh vác trách nhiệm tương ứng như thế nào làm sao có thể gánh vác hy vọng tương lai của cửu châu nhìn bộ dáng hiện tại của các ngươi xem ngồi không ngồi một đám ngã trái ngã phải cửu châu tương lai sớm muộn gì cũng thua trong tay các ngươi ta thấy các ngươi đều là sâu mọt trong xã hội chính bởi vì có những người như các ngươi tồn tại danh tiếng của kisu trên trường quốc tế mới có thể ngày càng yếu đi có lẽ có người cảm thấy ta chuyện bé xé ra to hiện tại cửu châu rõ ràng chính là siêu cường quốc a cái này có quan hệ gì đây quả thực là lời nói vô căn cứ cửu châu bây giờ là điều này đại biểu cửu châu sau này cũng vậy sao âu dương huyền không chút lưu tình không có lưu một chút mặt mũi trước mặt tất cả giáo viên chửi ầm lên với học sinh gián chức học sinh không đáng một đồng hoàn toàn không kiên dè dạ mặt mũi của bất luận kẻ nào hiệu trưởng bên cạnh cùng với người của ngành giáo dục sắc mặt đều có chút khó coi trước mặt bọn họ mắng học sinh của bọn họ đây rõ ràng là đang nói bọn họ vô năng nhưng người lại là bọn họ mời tới, phát sinh chuyện như vậy, cũng chỉ có thể tạm thời chịu đựng. Tuy rằng bọn họ cũng rõ ràng, Âu Dương Huyền tuy là đang mắng. Nhưng trong giọng nói lại hàm chứa một tia giận dữ không tranh giành, bi thương bất hạnh. Bất quá biết thì biết, trong lòng bọn họ vẫn có chút không thoải mái. Âu Dương Huyền còn ở phía trên liên tục tấn công, trọn vẹn dặn có gần 8 phút thời gian, lúc này mới ngừng lại. Lời của ta nói xong rồi, cũng hy vọng các ngươi có thể nghe ra thâm ý trong lời nói của ta, làm một cái đối với xã hội hữu dụng ngươi. Lúc này, hắn đã sớm không có tiếp tục diễn thuyết tâm tư, trực tiếp kết thúc nguyên bản đem dài đến mấy canh giờ thao thao bất tuyệt. Vừa dứt lời, người của bộ giáo dục bên cạnh dẫn đầu vỗ tay. Tiếp theo, chợt nghe thấy trên sân thể dục vang lên tiếng vỗ tay tinh tế. Tất cả học sinh sắc mặt đều có chút không tốt lắm, dù sao bị một người chỉ vào mặt mắng tâm tình lại có thể tốt đi nơi nào đâu. Cho dù hắn là một giáo sư nổi tiếng. 3. Hệ thống thức tỉnh, tô tinh khác thường. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Cảm ơn giáo sư Âu Dương Huyền vì bài phát biểu tuyệt vời mà ông đã mang đến cho các học sinh và hy vọng các em sẽ tiếp tục phát huy sức mạnh của mình trong kỳ thi đại học. Tiếp theo, sẽ có học sinh của trường này tô tinh, mang đến diễn thuyết của cậu ấy. Thành tích của tô tinh luôn đứng đầu toàn trường cũng hy vọng cậu ấy có thể chia sẻ bí quyết học tập với các vị. Phía dưới, tiếng vỗ tay cho mời Tô Tinh đồng học mang đến hắn diễn thuyết. Nghe được Tô Tinh tên, trên sân thể dục thanh âm, không biết so với trước Âu Dương Huyền muốn nhiệt liệt gấp bao nhiêu lần. Âu Dương Huyền sắc mặt thập phần khó coi, nhìn không được hừ lạnh một tiếng. Vô số cô gái đứng dậy, trong mắt lóe ra quang mang này, ánh mắt sáng quắc nhìn Tô Tinh trên đài cao. Wow, không hổ là học bá không chỉ có học tập xuất sắc trên người khí chất cũng cao lãnh vô cùng còn có kia anh tuấn khuôn mặt sau này hắn chính là ta nam thần phấn đấu trăm ngày ta muốn cùng tô tinh thi đậu đồng dạng đại học người ta chính là mầm non thanh bắc ngươi một người ngay cả tuyến hai cũng gian nan vẫn là không nên làm mộng cốc như vậy khó chịu ta rõ ràng ưu tú như vậy lại không cách nào đem hào quang chiếu vào tô tinh trong lòng ta quá khó khăn sắc mặt tô tinh vô cùng bình thản đối với tình cảnh như vậy hắn đã nhìn quen lắm rồi. Đừng nói là mấy học sinh này, cho dù là tràn diện lớn hơn nữa hắn cũng đã gặp qua, sao có thể bị loại tràn diện nhỏ này ảnh hưởng đến tâm tư. Tô Tinh ngẩng đầu nhìn đám người rậm rạp ma ma phía dưới, đang chuẩn bị mở miệng thì lại nghe được bên tai truyền đến một đạo thanh âm. Nhận thấy được trước mắt học sinh hăng hái ngẩng cao đầu, thần cấp khích lệ hệ thống đang kích hoạt. Hệ thống kích hoạt xong. Tuyên bố nhiệm vụ mời ký chủ tiến hành một hội diễn thuyết kích phát học sinh trong lòng ham học hỏi cảm giác tự hào ham học hỏi danh vọng đạt tới 1 ngàn tắc coi là thành công trước mắt ham học hỏi danh vọng không nhiệm vụ thành công đạt được đã gặp qua là không quên được năng lực cùng với một lần hệ thống rút thưởng cơ hội thanh âm có chút xa lạ này làm cho tôi tin cứng rắn ngừng lại hệ thống không nghĩ tới lại là hệ thống đối với hệ thống tên hắn cũng từng nghe nói qua, đây chính là xuyên việt giả thiết yếu thần khí A. Tô Tinh ở trong lòng yên lặng gật đầu, sau đó lại lâm vào một trận trầm mặc. Hệ thống muốn hắn ở trên đài cao diễn thuyết, kích thích học sinh ham học hỏi, thành công liền có thể đạt được năng lực đã gặp qua là không quên được. Chỉ có điều. Cái này tò mò danh vọng là vật gì? Tô Tinh ở trong đầu hỏi. Cái gọi là ham học hỏi danh vọng, chính là chỉ ký chủ thông qua tự thân hành vi, ảnh hưởng đến bọn họ, liền có thể đạt được tương ứng ham học hỏi danh vọng. Hệ thống giải thích nói. Ham học hỏi danh vọng có tác dụng gì? Tô Tinh lại hỏi. Quyền hạn không đủ. Đợi sau khi hệ thống thăng cấp, liền có thể xem xét tác dụng tương ứng. Ta. Tô Tinh chậm rãi thở ra một hơi, liền hướng đài cao phía trước nhất đi tới. Khủ khủ. Chào các bạn. Tôi là Tô Tinh đến từ lớp 9 vừa dứt lời, tiếng vỗ tay dưới đài kéo dài không dứt. Lúc các bạn học vỗ tay, trong đầu Tô Tinh đang suy nghĩ nên diễn thuyết như thế nào mới có thể đạt được sự tán thành của bọn họ. Diễn thuyết bình thường nhất định là không được, dù sao thí sinh đối với những bài diễn thuyết dài dòng kia đã có chút chết lặng. Nếu muốn đạt được sự tán thành của bọn họ, Tô Tinh nhất định phải kiếm tẩu thiên phong. Bất quá, kiếp trước tiền bối tác phẩm nhiều như vậy, hẳn là muốn xuất ra thiên văn chương đâu? Tô Tinh lần nữa lâm vào trầm tư, dù sao kiếp trước tác phẩm thật sự là quá nhiều. Các triều đại đều không thiếu thiết huyết chi sĩ. Quả nhiên là có chút rối rắm a. À. Tô Tinh đồng học, phiền toái nguy nhanh một chút, không nên chậm trễ mọi người thời gian. Sau lưng Tô Tinh, thanh âm Âu Dương Huyền từ từ vang lên. Trong nháy mắt đó, Tô Tinh đã nghĩ đến việc lấy ra tác phẩm của vị tiền bối nào. Chẳng qua nếu là xuất ra thiên đại tác phẩm kia, ít nhiều có chút tổn hại. Nhưng chuyện này có quan hệ gì với hắn? Bài văn này cũng không phải hắn viết, hắn chỉ dùng để dùng mà thôi. Nghĩ đến đây, Tô Tinh mở miệng. Đối với lời nói của giáo sư Âu Dương Huyền lúc trước, tôi cũng không đồng ý lắm. Đương nhiên, cái này cũng không có khinh thường giáo sư ý tứ, mà là đối với giáo sư một ít quan điểm cũng không phải rất tán thành. Thanh âm Tô Tinh cũng không lớn nhưng tất cả mọi người trên sân thể dục đều nghe được thầy giáo thần sắc kinh ngạc hiệu trưởng mang theo một tia ý cười khó hiểu âu dương huyền sắc mặt tái nhợt hắn có chút tức giận nhìn trước mắt học sinh trước mắt cái này tên là tô tinh học sinh rõ ràng đang khiêu khích hắn âu dương huyền hừ lạnh một tiếng ta ngược lại nhìn xem ngươi một học sinh có thể nói ra trò gì thanh âm của tô tinh thông qua loa truyền đến tai mỗi học sinh bọn họ hoàn toàn mơ hồ tôi tin đây là muốn làm gì giáo sư âu dương cứng rắn tôi thích mẫu mực của chúng ta ta tuyên bố sau này hắn chính là huynh đệ của ta ai tán thành ai phản đối đừng anh bình thường một chút em sợ các ngươi một đám đại nam nhân lại thích tô tin thật không biết xấu hổ muốn thích cũng là chúng ta nữ hài tử thích a à? nhưng thôi đi diện mạo kia của ngươi chính là dáng ngược người ta cũng không cần a à. Các học sinh buồn ngủ, trong nháy mắt nảy sinh tình cảm mãnh liệt, thật giống như đánh máu gà. Đều nghiêng tai lên, đều muốn nghe một chút Tô Tinh rốt cuộc muốn nói cái gì. Nghe thanh âm ồn ào phía dưới, Tô Tinh hơi ho khan một tiếng. Đừng ồn ào, Tô Tinh muốn mở miệng. Đúng vậy, các cậu có biết tôn trọng người khác không? Khó trách giáo sư Âu Dương Huyền mắng các cậu. Học sinh nam. Dưới sự thúc giục của các nữ sinh, sân thể dục trốt cục an tĩnh lại kỳ thật âu dương giáo sư có vài lời nói cũng rất có đạo lý để cho ta cũng được lợi không nhỏ tôi tin vừa mới mở miệng lại làm cho âu dương huyền trong lòng vui vẻ ta đã nói sao ngươi một học sinh làm sao dám chống đối ta nguyên lai là dục dương tiên ức a thủ pháp này có thể vận dụng vào trong bài văn là một điểm cộng không tồi âu dương huyền vui vẻ nhưng các học sinh trên sân thể dục lại không vui lắm cái gì nha, đây chính là lời Tô Tinh muốn nói, quả thực làm ta thất vọng. Còn tưởng rằng hắn sẽ đi ra phản bác giáo sư đâu, không nghĩ tới lại là cái chó săn, hư. Các ngươi gấp cái gì, không phải hắn còn chưa nói xong sao? Đang nghe một chút thì sao? Đúng vậy, nam sinh các ngươi không phải là ghen tị chứ. Thanh âm huyên náo phía dưới, tự nhiên khiến cho Tô Tinh chú ý. Ngữ khí của hắn trong nháy mắt tăng thêm vài phần. Nhưng mà, đối với lời giáo sư âu dương nói thế hệ chúng ta sẽ hủy diệt tương lai cửu châu ta cũng không dám gật bừa âu dương huyền nghe tô tinh nói sắc mặt lại thay đổi lần nữa vừa mới khen xong lại bắt đầu phải không ngươi đặt bộ oa nhi này ở đâu bốn một thiên thiếu niên nói oanh động toàn trường bạn đang nghe tại truyện chấm audio giáo sư nói cửu châu hiện tại là một cửu châu tuổi xế chiều là một con sư tử được sắp ngủ say Ta cho rằng cửu châu chắc chắn ở trong tay thế hệ chúng ta, chắc chắn phát huy ra quan mang thuộc về siêu cường quốc. Già trẻ của dục ngôn quốc, xin mời nói già trẻ của người trước. Người già thường nghĩ về quá khứ, người trẻ thường nghĩ về tương lai. Duy tư về quá khứ, cố sinh tâm lưu luyến. Duy tư về tương lai, cố sinh tâm hy vọng. Văn, lầm lẫn, giả dối, giả dối, giả dối, giả dối. Người già thường ghét chuyện, người trẻ thường vui vẻ người già như ánh chiều tà thanh niên như mặt trời mọc người già như con bò cằn cỗi thanh niên như hổ sữa người già như tăng thanh niên như hiệp sĩ người già như từ điển thanh niên như hí văn lão niên này tính cách bất đồng với thiếu niên nói đến đây toàn bộ giáo viên và sinh viên trong trường đều trợn tròn mắt hắn làm sao dám a à? đây cũng không phải là đơn thuần là phản bác giáo sư âu dương mà là đang phát động xung kích với tư tưởng cố hữu của lòng người. Âu Dương Huyền sắc mặt tái nhợt, mặc dù hắn biết Tô Tinh không phải đang nhầm vào hắn. Nhưng lời này không khỏi có chút quá đáng đi. Người già giống như trâu, như tăng nhân, nói bọn họ không có bất kỳ lòng tiến thủ nào, đây quả thực là đem bọn họ đặt ở trên lửa nướng A. So với Âu Dương Huyền oán giận, học sinh trên sân thể dục cả người chấn động. Giáo sư Âu Dương sắc mặt có chút trắng bệch, ta cảm giác thân thể hắn giống như có chút hư. Thối lắm, đó là hư sao? Đó là bị Tô Tinh cho tức giận, thật sự quá mãnh liệt. Thật sự rất dám nói, Tô Tinh, Vĩnh Viễn Tích Thần. Sau này Tô Tinh chính là thần tượng của ta, dê. Hô. Và đến cũng vô dụng, ta nói. Lúc trước không phải cậu rất ồn ào muốn cùng hắn làm huynh đệ sao? Cùng hắn làm huynh đệ. Ta cũng xứng. Trên sân thể dục, những giáo viên lớn tuổi nghe được các học sinh trao đổi, sắc mặt đều có chút không bình thường. Nhưng tô tin trên đài cao, vẫn tận tình hô to. Tình đến chỗ sâu, thân bất do kỹ. Hiệu trưởng cùng với người của ngành giáo dục, nhìn bóng lưng tô tin, trong mắt lóe ra hào quang khó hiểu. Tuy rằng tô tin gián chức người già không đáng một đồng, nhưng bọn họ có loại cảm giác. Diễn thuyết của tô tin, tuyệt không đơn giản như vẻ bề ngoài nhưng vào lúc này thanh âm tô tinh lại đột nhiên trở nên cao vút thân thể mọi người rung lên một trái tim tất cả đều treo ở cổ họng bọn họ muốn nghe một chút tô tinh còn có thể nói ra lời kinh người gì cho nên trách nhiệm hôm nay không phải ở người khác mà toàn bộ ở thiếu niên ta thiếu niên trí tắc quốc trí thiếu niên phú tắc quốc phú thiếu niên cường tắc quốc cường thiếu niên độc lập tắc quốc độc lập thiếu niên tự do tắc quốc tự do thiếu niên tiến bộ tắc quốc tiến bộ, thiếu niên thắng châu Âu tắc quốc thắng châu Âu, thiếu niên hùng tại địa cầu, tắc quốc hùng tại địa cầu. Lời nói của Tô Tinh làm cho tất cả học sinh đều cảm giác được một cổ cảm giác tự hào mạnh mẽ mà ra. Bọn họ lễ nóng doanh trồng, có một loại cảm giác gặp được tri âm. Thì ra bọn họ không phải đang cô độc phấn đấu, những gì bọn họ làm cũng không phải là không có ý nghĩa, thật sự có người có thể hiểu bọn họ. Tuy rằng nhìn qua, thế hệ bọn họ từ khi sinh ra đã ngậm thì vàng, không có chút lòng tiến thủ nào. Nhưng không ai biết, sau lưng bọn họ cố gắng cỡ nào. Không ai biết trái tim họ đau đớn như thế nào khi trên mạng nói rằng họ là một thế hệ bị hủy diệt. Thanh âm tô tin còn đang hồi tưởng trên sân thể dục, càng ngày càng cao vút, càng ngày càng phấn chấn. Mặt trời đỏ mới lên, đạo đại quan. Sông chảy đầm đìa, nhất tả vương dương. Tìm long đằng uyên, lân trảo phi dương nhũ hổ khiếu cốc, bách thú chấn hoàng. Chim ưng thử cánh, phong trần hấp trương. Kỳ hoa sơ thai, hoàng hoàng. Càng tướng phát triển, hữu tác kỳ mang. Thiên đái kỳ thương, địa lý kỳ hoàng. Dù có thiên cổ, ngàn có bát hoang. Tiền đồ như biển, còn nhiều thời gian. Mỹ tai ta thiếu niên cửu châu, giữ thiên bất lão. Tráng tai ta cửu châu thiếu niên, giữ quốc vô cương. Khi một tiếng cuối cùng rơi xuống, cả sân thể dục vang lên tiếng vỗ tay kéo dài không dứt. Tất cả học sinh đều hô to. Mỹ tai ta thiếu niên cửu châu, giữ thiên bất lão. Tráng tai ta cửu châu thiếu niên, giữ quốc vô cương. Các học sinh ngay cả tay cũng vỗ đỏ, đều phản phất như không biết. Đến bây giờ, nguyên bản trong lòng còn có chút không vui lão sư, tại nghe được tô tin cuối cùng lên tiếng lúc. Đối với hắn không còn nửa điểm địch ý. Tô Tinh Thiên thiếu niên này nói, căn bản không có nửa điểm vấn đề, bất quá là vì khích lệ vạn chúng tân tân học sinh. Chút bụng dạ này, bọn họ vẫn là có chút. Hôm nay, thiếu niên thuyết liền dừng ở đây, hy vọng các vị đồng học có thể như trong văn theo như lời, không phụ thiều hoa. Thiếu niên trí tắc quốc trí, thiếu niên phú tắc quốc phú, thiếu niên cường tắc quốc cường, thiếu niên độc lập tắc quốc độc lập, thiếu niên tự do tắc quốc tự do, thiếu niên tiến bộ tắc quốc tiến bộ. Thiếu niên thắng châu Âu tắc quốc thắng châu Âu, thiếu niên hùng tại địa cầu, tắc quốc hùng tại địa cầu. Nguyện thiên hạ học sinh, người người như rồng. Đủ loại, cùng quân cộng cố. Tô Tinh buông micro trong tay xuống, từ từ đi tới chỗ ngồi. Hiệu trưởng mỉm cười gật đầu với Tô Tinh, Tô Tinh ngẩn người, sau đó gật đầu đáp lại. Người nói rất đúng, cửu châu tương lai, chung quy là thế hệ trẻ tuổi thiên hạ, ta hy vọng trong tương lai không xa có thể lần nữa nghe được thanh âm của ngươi. Ngồi ở hiệu trưởng bên cạnh, một vị dài ra một trương quốc tự mặt trung niên người, đối với tô tinh tràn ngập thiện ý tán thưởng nói. Đa tạ lý tiên sinh khích lệ, ta chắc chắn cố gắng học tập, không phụ người nhà, không phụ trường học, không phụ cửu châu. Trong mắt tô tinh lóe ra quang mang khó hiểu, trong ánh mắt lộ ra một cổ lực lượng tin tưởng vững chắc. Sau khi sống lại, hắn còn không có nghĩ tốt về sau tính toán dù sao quốc lực cửu châu đã cường thịnh như vậy, nhiều hay ít hắn cũng không khác nhau. Nhưng, sau khi nghe được thanh âm phấn chấn lòng người của các bạn học trên sân thể dục, trong lòng tô tin rốt cục có quyết định. Ta tin tưởng ngươi. Mong đợi biểu hiện của ngươi. Lý tiên sinh gật gật đầu. Tô tin quay đầu ý bảo, trở lại chỗ ngồi. Lý tiên sinh trong miệng tô tin, nguyên danh là Lý Nham, là người đứng đầu toàn bộ ngành giáo dục Lưu Châu. Được người này tán thành, chính là một loại vinh hạnh lớn lao. Nhưng Tô Tinh lại biểu hiện không kiêu ngạo không xỉm nịnh, hoàn toàn không có bất kỳ dị thường nào. Khiến Lý Nham không khỏi thầm gật đầu trong lòng. Biểu hiện đặc sắc của Tô Tinh lại làm cho trong lòng Âu Dương Huyền có chút ngũ vị trần tạp. Một mặt là đối với lời chăm chọc của Tô Tinh có chút khó chịu. Nhưng mặt khác, cho dù là hắn, cũng không thể không thừa nhận, Tô Tinh đích xác rất ưu tú nhìn chung cả đời này hắn cũng chưa từng thấy qua học sinh nào trong mắt có ánh sáng như vậy đây là những sinh viên tràn đầy hy vọng cho tương lai vì sao trên mạng đều nói thế hệ này là thế hệ bị hủy diệt bởi vì bọn họ đã đánh mất tín ngưỡng không có tự thân theo đuổi tất cả còn nguyện ý học tập cũng chẳng qua là nhân tố khắp nơi tạo thành nhưng bọn họ đều không giống như tô tin đối với tương lai có nhận thức rõ ràng đó là lý do khiến nhiều người thất vọng. Năm nhiệm vụ hoàn thành, thần cấp tư duy. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Các học sinh, trong ngày thời sư đại hội đến đây là kết thúc. Hy vọng trong thời gian có hạn, các ngươi có thể khắc khổ phấn đấu, không phụ thiều hoa. Ta càng hy vọng trong tương lai, cửu châu ở trong tay các ngươi có thể cường đại hơn. Muốn nói nhiều như vậy, đại hội dừng ở đây. Tan hợp thanh âm của giáo viên chủ nhiệm, thông qua loa truyền khắp toàn bộ sân thể dục. Các học sinh tự động rời khỏi sân thể dục, trở về phòng học. Bất quá lúc trời đi, tinh khí thần trên người bọn họ lại hoàn toàn bất đồng. Lúc tới, toàn bộ đội ngũ rất ồn ào, trên mặt học sinh cũng không có dao động quá lớn. Nhưng lúc trời đi, thần sắc bọn họ lại càng lúc càng kích động. Giống như trong lòng bị tiêm một mũi mạnh mẽ. Vô số học sinh đè nén nội tâm kích động, về tới phòng học. Đợi sau khi tất cả học sinh rời khỏi sân thể dục, Tô Tinh cũng chuẩn bị rời đi. Vào lúc này, bạn học Tô Tinh, cậu đích xác rất ưu tú, tôi rất coi trọng cậu. Âu Dương Huyền nhìn Tô Tinh, không nhìn được tán thưởng nói. Tuy rằng hắn cảm thấy có chút mất mặt, bất quá đối với Tô Tinh, hắn không thể không bội phục. Quả nhiên là thiếu niên anh hùng. Sở dĩ hắn ở trên mạng tức giận mắng học sinh thế hệ này, cũng là hy vọng bọn họ có thể cuộc khởi. Hy vọng bọn họ có thể chứng minh với thế giới, tương lai cửu châu, chắc chắn ánh sao rạng rỡ, rực rỡ chói mắt. Hiện giờ, đã ở trên người tô tin thấy được manh mối này. Sao có thể nhẫn tâm trách tội hắn chứ? Cảm ơn giáo sư Âu Dương, vừa rồi có nhiều mạo phạm, xin đừng trách. Tô tin từ trước đến nay rất tôn kính tiền bối, huống hồ Âu Dương huyền giáo sư rộng lượng như vậy, tô tin tự nhiên sẽ không không thức thời. Hai người nhìn nhau cười, sau đó cùng nhau rời khỏi sân thể dục. Lúc sắp chia tay, giáo sư Âu Dương Huyền nhìn Tô Tinh, trong mắt tràn ngập ân cần đối với hậu bối. Thiếu niên trí tắc quốc trí, thiếu niên cường tắc quốc cường. Ta nhớ kỹ những lời này, hy vọng ngươi có thể vì đó thực hiện. Tô Tinh không mở miệng, chỉ gật đầu thật mạnh. Sau khi đưa mắt nhìn Âu Dương giáo sư rời đi, Tô Tinh lúc này mới hướng tiểu viện chạy tới chúc mừng ký chủ tích lũy thu được 2 nghìn linh một điểm ham học hỏi danh vọng giá trị chúc mừng ký chủ thu được đã gặp qua là không quên được năng lực cũng thu được một lần hệ thống rút thưởng xin hỏi có muốn mở thưởng hay không hệ thống thanh âm tại tô tin trong đầu vang lên nghe được hệ thống nhắc nhở tô tin trong lòng lâm vào vui vẻ đã gặp qua là không quên được đây chính là một năng lực phi phàm tô tin tiện tay nhìn lên một bên lá cây nhắm mắt lại lại phát hiện có thể nhớ rõ ràng phía trên mỗi một chỗ mạch lạc c năng lực này quả thật có chút nghịch thiên a hệ thống bắt đầu rút thưởng nghĩ đến còn có một lần rút thưởng cơ hội tôi tin tự nhiên sẽ không giữ lại dù sao cho tới bây giờ hắn cũng không hiểu rõ hệ thống này lắm có cơ hội này đương nhiên trực tiếp dùng không chừng có thể đạt được năng lực gì đây trong rút thưởng đinh chúc mừng chủ ký sinh đạt được tư duy thần cấp trong đầu hệ thống thanh âm vừa mới rơi xuống tô tinh liền cảm nhận được trong đầu truyền đến đau nhức kịch liệt cảm giác đau đớn mãnh liệt này kéo dài trọn vẹn một phút mới dần dần chuyển biến tốt đẹp hô tô tinh thở ra một hơi thật dài lúc này mới mở mắt mà hiện tại hắn cũng hiểu được cái gì là tư duy thần cấp bộ não của hắn dường như được tăng cường vô số lần vô luận là suy nghĩ hay là thôi diễn đều chiếm được cường hóa cực lớn kiếp trước hắn cùng đạo sư đánh hạ hồi lâu mới giải quyết một hạng mục tôi tin có loại cảm giác nếu như hiện tại hắn tới phụ trách lúc ấy vấn đề nhiều nhất chỉ cần một tuần thời gian cũng không nên xem thường một tuần này kiếp trước cái kia hạng mục nhưng là dùng trọn vẹn ba năm thời gian mới bị công phá hơn nữa trong đó đầu nhập đánh giá nhân lực vật lực mà hiện tại sau khi đạt được tư duy thần cấp lại chỉ cần thời gian một tuần, còn không cần những người khác phụ trợ. Điều này còn không thể chứng minh năng lực cường hãng này sao? Tôi tin vô cùng hài lòng, từ từ đi về phía ban chính. Trường Trung học số 1 Lưu Châu là trường trung học tốt nhất toàn thành phố, cơ hội bao gồm hơn phân nửa học sinh ưu tú Lưu Châu. Lúc trước có thể thi đậu trường trung học này, người nào là hạng người dễ dàng. Mà lớp 9 là người dẫn đầu cả lớp khoa học tự nhiên địa vị không cần nói cũng biết. Cái này chỉ có chính là ba mươi người phòng học, lại ngồi toàn trường đứng đầu nhất học sinh. Năm ngoái lớp này, thi ra 12 thành tích xuất sắc của Thanh Bắc. 18 người còn lại cũng lần lượt bị các trường đại học cửu châu chia cắt. Mà hiện tại Tô Tinh chính là một thành viên trong đó. Tô Tinh thật sự là quá trâu bò, cho tới bây giờ không nghĩ tới, bản lĩnh văn học của bọn họ lại sâu như vậy. Khi thiên, thiếu niên nói, Viết quá tốt, quả thực quá nhiệt huyết. Ta thật sự là rất thích câu kia. Thiếu niên trí tắc quốc trí, thiếu niên cường tắc quốc cường. Ta cũng vậy, nhưng kỳ thật ta càng thích câu kia hơn. Đẹp thay ta thiếu niên Cửu Châu, cùng trời không già. Học sinh trong lớp đang thảo luận kịch liệt, nhưng không ai chú ý tới. Ở trong góc lớp, có một nữ sinh tướng mạo cực kỳ ngọt ngào, ghé vào trên bàn không biết đang suy nghĩ cái gì vị này thoạt nhìn cực kỳ xinh đẹp nữ sinh là cả trường học hoa khôi trường tên của nàng là lý vũ nhi không chỉ có thành tích thập phần ưu tú hơn nữa tính cách tướng mạo phương diện đều không thể soi mói thiếu niên thuyết viết thật sự là quá tốt chưa từng có nghĩ tới hắn thậm chí có lớn như vậy triển vọng ngược lại là có chút coi thường hắn bất quá hắn đã lợi hại như vậy còn cố gắng như vậy ta cũng không muốn bị hắn so sánh tôi cũng muốn đổ xăng thành tích của lý vũ nhi ở lớp cũng rất tốt tuy rằng cách thanh bắc còn kém một chút nhưng là trường đại học đứng đầu vẫn không có vấn đề hai người tô tin nhạc lý vũ nhi vô luận là tướng mạo yêu thích hay là học tập đều là tồn tại đứng đầu hai người luôn là đối tượng nghị luận của toàn trường hiện giờ tô tin lấy một thiên thiếu niên thuyết biểu lộ chí hướng rộng lớn nhìn học sinh thiên hạ người người như rồng lý vũ nhi tự nhiên không muốn lạc hậu quá nhiều Đối với suy nghĩ của Lý Vũ Nhi, Tô Tinh cũng không rõ ràng lắm. Nhưng nếu hắn biết, có người bởi vì hắn mà khắc khổ học tập, hắn chỉ biết nói một câu. Vinh hạnh vô cùng. Tô Tinh rốt cục về tới phòng học. Trong nháy mắt hắn tiến vào phòng học, tất cả bạn học đều nhiệt tình vây quanh. Đương nhiên, ngoại trừ Lý Vũ Nhi. Cô biết rõ, sau khi Tô Tinh nói chuyện với bạn học xong, tự nhiên sẽ trở lại chỗ ngồi. Mà cô An vị ở bên cạnh Tô Tinh. Tô Tinh vẫn là lần đầu tiên cảm nhận được nhiệt tình, để cho hắn đều có chút ngượng ngùng. Sau khi chào hỏi bạn học, Tô Tinh liền trở lại chỗ ngồi. Tuy rằng loại cảm giác vây quanh bị người thẩm vấn này có chút không tốt lắm, nhưng trong lòng hắn lại nhận ra một tia ấm áp. Đây là kiếp trước hắn chưa từng cảm nhận được, tư vị này thật không tệ. Bài văn này có chỗ sửa lại, tôi sợ không qua được, thứ lỗi. Sáu, Thiếu niên nói, tuyên bố, nhấc lên gần sóng. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Cái kia. Ngươi. Diễn thuyết không tệ. Lý Vũ Nhi nắm ống tay áo, có chút nhăn nhó nói. Cảm ơn. Không khách khí. Tô Tinh sau khi nói xong, liền không mở miệng nữa, trực tiếp cầm lấy trong tay hóa học sách nhìn lên. Nhìn động tác của Tô Tinh, Lý Vũ Nhi ngây ngẩn cả người con trai dừng lại rồi. Vậy là hết rồi. Tô tin, cậu đúng là thiên tài nói chuyện phím. Lý Vũ Nhi ở trong lòng hung hăng chửi bới tô tin một phen. Hiện tại nàng chính là muốn mở miệng, cũng không biết nói cái gì. Tô tin hiển nhiên không có hứng thú nói chuyện phím. Là bộ dạng ta không đẹp. Hay là ta đắc tội hắn. Tư thái của tô tin, làm cho Lý Vũ Nhi không nhịn được trong lòng rối rắm ghé vào trên bàn trầm mặt không nói nếu là tô tinh biết trong lòng nàng tiểu cửu cửu nhất định gọi thẳng oan uổng điều này có thể cách hắn sao hắn vừa mới tới thế giới này cái gì cũng không hiểu rõ lắm nói thật hiện tại đầu óc còn mơ hồ hồ thật giống như nằm mơ Mặc danh kỳ diệu liền đi tới thế giới này dưới tình huống như vậy nào có tâm tình để ý lý vũ nhi rốt cuộc nói cái gì hai người đều mang tâm tư ngồi ở vị trí ai cũng không có mở miệng trước. nhưng ngay tại bắt được sách vở trong nháy mắt, tô tinh tâm lại lập tức an tĩnh lại, phản phất phía trên có ma lực nào đó, toàn bộ tâm thần đều đắm chìm trong đó. lý vũ nhi chú ý tới trạng thái của tô tinh, tự nhiên cũng không có tâm tư mở miệng. cầm lấy bài thi, xoát đề. ngôi trường trở lại yên tĩnh như chưa có chuyện gì xảy ra. chẳng qua không ít lão sư dạy học, lại rõ ràng cảm nhận được các học sinh trong lớp biến hóa. Ví dụ như, có một số học sinh thích đi học chơi điện thoại di động, đọc tiểu thuyết, lại hiếm thấy cầm lấy sách vở học tập. Không ít giáo viên còn tưởng rằng bọn họ đi nhầm phòng học. Sau đó khi bọn họ biết được, đây dĩ nhiên là công lao của một học sinh, đều tỏ vẻ khó hiểu. Vì thế, những lão sư đi qua hiện trường đại hội tuyên thệ, liền bắt đầu thổi đến ba hoa chích chòe. Điều này cũng làm cho càng ngày càng nhiều lão sư chú ý tới sự tồn tại của Tô Tinh đương nhiên cũng chỉ là lưu ý một chút, cái này xem ra cũng không tệ lắm học sinh. Tiếng đọc sách trong trường lanh lảnh không dứt, các học sinh cũng đều vì lý tưởng trong lòng bọn họ mà chạy nước rút. Giờ phút này, một tài khoản thuộc về quan bác của trường trung học số 1 Lưu Châu lại ở trên mạng tuyên bố một đoạn video. Video này không phải nội dung gì khác, chính là thiếu niên diễn thuyết buổi sáng của Tô Tinh nói. Ngay từ đầu, khi video được công bố, cũng không thu hút được nhiều sự chú ý. Dù sao tài khoản của trường trung học số 1 Lưu Châu cũng không có bao nhiêu chú ý. Người chú ý phần lớn đều là sinh viên trong trường hoặc là sinh viên vừa mới tốt nghiệp không được mấy năm. Đời này chính phủ còn không có nắm giữ cái gọi là tài phú mật mã, hấp dẫn không đến LSP chú ý, tự nhiên không có bao nhiêu người chú ý tới đoạn video này. Nhưng ít nhất, những sinh viên vừa mới bước vào đại học chú ý tới bọn họ mang theo một tia tò mò mở video trường học cũ gửi đi video trải qua các nối biên tập mở miệng câu nói đầu tiên liền đánh thẳng vào trong lòng mỗi người cẩn dùng lời này hiến cho những kia còn mê mang thiếu niên nguyện thiên hạ học sinh người người như rồng nửa đoạn đầu là một đạo máy móc điện tử thanh âm nửa đoạn sau là một thiếu niên cao vút thanh âm chỉ là một câu nói như vậy liền đem người xem video đều hấp dẫn hình như có chút ý tứ a à. tiếp tục xem đi ngay lập tức hình ảnh đột nhiên xoay chuyển đó là một đài cao theo đài cao nhìn xuống là đám người rậm rạp ở phía trên đài cao là một học sinh nghiêng người mặc đồng phục học sinh chỉ là nghiêng người làm cho rất nhiều người quan sát đều kinh vi thiên nhân đối với video này trận thế bọn họ rất quen thuộc chính là mỗi người đều trải qua trăm ngày thề sư đại hội chẳng lẽ video này có liên quan đến đại hội thề sư trăm ngày khán giả mang theo nghi hoặc tiếp tục xem lúc này thiếu niên trong hình rốt cục mở miệng giáo sư nói cửu châu hiện tại là một cửu châu tuổi xế chiều là một con sư tử được sắp ngủ say ta lại không cho là như vậy chỉ mở miệng nói vài câu những học trưởng học tỷ đã tốt nghiệp kia liền hoàn toàn ngây ngẩn cả người nếu như không có đoán sai đây là đang oán hận một giáo sư sao tiểu học đệ thật trâu bò à học tỷ thích tiếp theo thiếu niên kia tiếp tục nói già trẻ của dục ngôn quốc xin mời nói già trẻ của người trước người già thường nghĩ về quá khứ người trẻ thường nghĩ về tương lai duy tư về quá khứ cố sinh tâm lưu luyến duy tư về tương lai cố sinh tâm hy vọng theo video không ngừng được chiếu những học trưởng học tỷ kia đều có chút chết lặng quá độc ác, thật sự là quá độc ác a. À? Đây hoàn toàn không phải là con người, mắng người già dạ ác như vậy, còn dám đăng video lên mạng. Mấu chốt nhất, đây là do quan chức trường cũ phát ra. Chẳng lẽ quan Vi bị trộm ác sao? Nhưng nhìn đồng phục và sân bãi, rõ ràng là trường học cũ của bọn họ. Có chuyện gì vậy? Video dần dần đến gần cuối cùng, chính vào lúc này, thiếu niên trong hình lại đột nhiên cao vút lên vẻ mặt hắn tự hồ có chút kích động. Cho nên trách nhiệm hôm nay. Không phải ở người khác, mà toàn bộ ở thiếu niên ta. Thiếu niên trí tắc quốc trí, thiếu niên phú tắc quốc phú, thiếu niên cường tắc quốc cường. Mỹ tai ta thiếu niên cửu châu, giữ thiên bất lão. Tráng tai ta cửu châu thiếu niên, giữ quốc vô cương. Tất cả học sinh xem xong video, lại hoàn toàn ngây ngẩn cả người, bọn họ đứng tại chỗ không nhúc nhích giống như bị sét đánh trúng. Tình cảm vẫn bị đè nén giống như có miệng phát tiết. Hiện tại, bọn họ chỉ muốn tận tình hò hét, lên tiếng trống giận. A, à, mà đồ quốc nội đứng đầu đại học trong một gian ký túc xá, một đạo đột nhiên xuất hiện thanh âm, đánh vỡ ký túc xá yên tĩnh. Người điên rồi, buổi chiều quỷ kêu cái gì, ta vừa mới tỉnh ngủ, thiếu chút nữa đem ta hù chết. Không có lỗi, không có lỗi, chỉ là xem một video quá kích động video gì chẳng lẽ lại là tiểu ca ca xinh đẹp nào ta sẽ là loại này nông cạn người chủ yếu là tiểu đệ nói thật sự là quá tốt có gì hay đâu tôi ngủ tiếp đi bất quá có một nói một tiểu học đệ lớn lên quả thật rất đẹp trai ta cũng có chút động tâm à chỗ nào chỗ nào để cho ta khang khang khá lắm thì ra ngươi mới là nhan cẩu ta ngộ ra rồi nghe thấy em trai tiểu học rất đẹp trai một giây kia toàn bộ nữ sinh trong ký túc xá đều vây quanh không phải chứ toàn bộ pfp thật giỏi a à? qua wow, học đệ lớn lên thật đẹp trai ta có thể ta ngay cả sau khi chết chôn nơi nào ta cũng nghĩ kỹ rồi ngay từ đầu còn có mấy vị học tỷ đang thảo luận tô tinh tướng mạo nhưng theo thời gian từng chút từng chút trôi qua các nàng cũng không có nửa điểm tâm tư đoạn video này quả thực quá cháy để cho các nàng có một loại cảm giác nhìn không được tung hô các nàng rốt cục hiểu được vì sao lúc trước bạn cùng phòng đột nhiên tru lên đây là học đệ của ngươi một vị trong đó khuôn mặt xinh đẹp thiếu nữ nhìn một bên bạn cùng phòng mở miệng hỏi đương nhiên không phải đàn em của tôi chẳng lẽ vẫn là của anh hay sao tốt lắm học đệ của ngươi không tệ nhưng hiện tại lấy ra đi nói xong liền đoạt lấy điện thoại di động của cô rồi sau đó hai người liền đánh nhau cảnh xuân chật hiện bảy mạng lưới bạo hỏa gây nên chủ đề nóng bạn đang nghe tại truyện chấm audio học để nói tốt như vậy hẳn là để cho càng nhiều người nhìn thấy mới đúng đúng vậy tôi sẽ chia sẻ bài viết này đang gọi mấy chị em tốt của tôi sau một phen đùa giỡn mấy người trong ký túc xá đều nhao nhao chia sẻ ôi bồ cùng lúc đó các nơi trong cả nước, tất cả sinh viên xem xong bài viết này đều lần lượt chia sẻ. Điều này cũng dẫn đến, càng ngày càng nhiều người xem đoạn video này, càng ngày càng nhiều người chú ý tới bài thiếu niên nói này. Ảnh hưởng của thiếu niên thuyết bắt đầu dần dần lên men. Khoảng 6 giờ chiều, trên Weibo bắt đầu xuất hiện tìm kiếm nóng đầu tiên. Hơn nữa là vừa mới lên, liền trực tiếp vọt tới 39 người. WeChat Hot Search Trăm ngày thề sư nói ra tiếng lòng của thế hệ trẻ thiếu niên nói sau đó, cái này do Lưu Châu đệ nhất trung học quan vi phát ra video, liền thế không thể đỡ, một đường hát vang tiếng mạnh. Tìm kiếm nóng 24, tìm kiếm nóng 12. Khoảng 8 giờ tối, đã vọt tới vị trí thứ nhất, hơn nửa phía sau còn mang theo một chữ nổ thật to. Cùng lúc đó còn kèm theo mấy đề tài liên quan khác, cũng chiếm lấy vị trí mấy người đứng đầu. Thứ nhất Trăm ngày thề sư, nói ra tiếng lòng của thế hệ trẻ thiếu niên nói thứ hai. Thiếu niên trí tắc quốc trí, thiếu niên cường tắc quốc cường. Thứ tư. Thiếu niên nói là do một học sinh trung học sáng tác. Càng ngày càng nhiều người xem đoạn video này, bọn họ thảo luận kịch liệt trên Weibo. Trong đó có một vị tên là thời gian hội điêu khắc thành dáng vẽ nên có của ngươi, viết một đoạn văn như thế này. Thiên thiếu niên này nói, thật sự nói ra tiếng lòng của thế hệ chúng ta bắt đầu từ khi còn bé, chúng ta liền sinh ra trong một mảnh tiếng nghi vấn. Các phương tiện truyền thông lớn đều nói, chúng ta là một thế hệ bị hủy diệt, cửu châu sớm muộn gì cũng sụp đổ trong tay chúng ta. Không ai biết chúng tôi đã phải chịu bao nhiêu áp lực. Tuy rằng điều kiện sinh hoạt của chúng ta, quả thật không biết bị trước kia tốt hơn bao nhiêu lần. Nhưng chúng ta chưa bao giờ dừng lại, không có một giây phút nào chúng ta không muốn chứng minh bản thân. Sau khi xem xong bài phát biểu của Tô Tinh, tôi chỉ muốn nói một câu. Cuộc đời này không hối hận vào Cửu Châu, chúng ta ở đây, Cửu Châu ở ngay đây. Không có bất luận kẻ nào có thể đánh bại ý chí của chúng ta, ở trong tay chúng ta, Cửu Châu sẽ chỉ càng ngày càng cường đại. Tuyệt đối không thể sụp đổ. Chính là một đoạn văn như vậy, được vô số người like, cư dân mạng nhau nhau bình luận phía dưới. Những gì blogger nói thật tuyệt vời tôi đã 80 tuổi và hiện đang làm việc tại một bệnh viện. Đã một năm rồi, cho dù mỗi ngày đều phải tiếp đãi rất nhiều bệnh nhân, nhưng chưa bao giờ từ bỏ bất cứ cơ hội học tập nào. Mục đích chính là làm gương tốt cho chúng ta sau 80 tuổi, để cho xã hội, quốc gia biết, chúng ta cũng không phải phế vật, chúng ta cũng có thể thực hiện giá trị bản thân. Ta xuất thân từ 81 năm, hiện tại là một gã lão sư, ta nguyện đem tò mò hạt giống gieo trồng đến mỗi đứa nhỏ trong lòng, Thiếu niên mạnh thì quốc cường, bọn họ thế hệ này chính là cửu châu tương lai hạt giống đây. Tuy rằng ta không phải người thập niên 80, nhưng là ta cũng có thể hiểu được bọn họ. Bây giờ tôi là lãnh đạo cấp cao của một công ty, không ai hiểu rõ hơn tôi hiện tại sinh viên tốt nghiệp có bao nhiêu khắc khổ. Với mức lương ít ỏi, làm rất nhiều việc. Khi tôi hỏi họ, vất vả như vậy vì sao không đổi một công việc khác, bọn họ lại nói với tôi vì làm phong phú bản thân ta sinh ra tương đối muộn bây giờ còn là một gã học sinh trung học nhưng là ta ở tương lai trong cuộc sống chắc chắn khắc khổ học tập nhất định có thể ở tương lai vì cửu châu dân lên một phần lực lượng ta là vô số cư dân mạng nhào nhào giới thiệu nghề nghiệp tuổi tác của bản thân cũng không phải muốn khoe khoang bọn họ đã làm ra bao nhiêu cống hiến chỉ là vì chứng minh với thế nhân bọn họ cũng không phải là một thế hệ bị hủy diệt bọn họ cũng có thể vì cửu châu tận một phần lực lượng. Khi sức nóng của vấn đề này tăng lên, tác động của nó cũng tăng lên. Mọi người ngoài ý muốn phát hiện, lúc trước đám hài tử ngậm thì vàng lớn lên kia, hình như đã trưởng thành. Nhóm người đầu tiên, bắt đầu cầm chứng nhận đi làm. Bất tri bất giác, đã có một chỗ đứng trong xã hội. Đây vẫn là thế hệ năm đó trong miệng bọn họ bị phế bỏ. Tự hồ, thế hệ 8x cũng không có không chịu nổi như trong tưởng tượng của bọn họ a. À. Cái nhìn của bọn họ đối với thế hệ này đều lặng lẽ thay đổi. Trên mạng, nhiệt độ liên quan đến thiếu niên thuyết càng lúc càng lớn, theo mà đến chính là cái tên Tô Tinh này dần dần đi vào trong tầm mắt cửu châu. Không nghĩ tới cái này thiên, thiếu niên nói, dĩ nhiên là một cái học sinh trung học sáng tác, quả thực quá trâu bò. Đúng vậy a, à, viết thật sự quá tốt, thiếu niên cường tắc quốc cường cửu châu tương lai vẫn là muốn xem chúng ta những người trẻ tuổi này không sai bất quá tiểu học đệ thật sự rất đẹp trai hơn nữa thành tích cũng phi thường tốt yêu yêu tiểu học đệ phải cố gắng thật tốt à ta ở thanh bắc đại học chờ ngươi nha thanh bắc quả thật rất trâu bò nhưng là chúng ta khoa học kỹ thuật đại học cũng không kém hơn nữa còn có rất nhiều xinh đẹp đàn chị đàn em nhất định sẽ thích dừng lại tòa nhà lệch rồi vì bác vốn là lãnh địa của người trẻ tuổi, hơn nữa bọn họ vẫn bị nói là một thế hệ bị phế bỏ, trong lòng vẫn nghẹn một cổ tức giận. Hôm nay dưới sự xung phong dẫn đầu của tô tinh thiếu niên thuyết, tất cả mọi người người trẻ tuổi giống như là tìm được miệng phát tiết, nhào nhào ở trên mạng chăm chọc. Mà hành động điên cuồng như vậy, tự nhiên khiến cho một số người không vui. Tài khoản chứng thực của giáo sư nổi tiếng trong nước, dẫn đầu phát ra một cái ôi bộ nhằm vào tô tinh. Tô tinh nói, thiếu niên là tương lai của cửu châu ta quả thật rất đồng ý sự thật là như thế nhưng nửa phần đầu của thiếu niên thuyết không khỏi có chút quá đáng đi đem người già giáng chức không đáng một xu nếu không phải chúng ta những giáo sư này đem tri thức nắm giữ truyền thụ cho thanh niên bọn họ ở đâu ra tri thức nội tình cho dù chúng ta quả thật có chút lớn tuổi nhưng cũng có thể phát huy nhiệt độ dư thừa trên cương vị trên đủ loại Đều đủ để cho thấy chúng ta cũng không phải tô tin trong miệng không đúng chỗ, còn thỉnh tô tin cho chúng ta những người già này một cái công đạo. Quay bố này vừa ra, quay bố nhằm vào tô tin liên tiếp, bọn họ cùng lên án công khai tô tin trên Internet. Nhà ai còn không có người già, ngươi chẳng lẽ sẽ không già? Lão tổ tôn giáo tôn sư trọng đạo của ngươi, đều học đến trên người chó rồi. Không sai, người già cũng có thể ở cương vị thường phát quan phát nhiệt, nhanh lên xin lỗi tô tin càng ngày càng có nhiều học giả nổi tiếng gia nhập vào. Việc này một khi bắt đầu chính là vô số người noi theo. Tất cả mọi người cái tên Tô Tinh kia phản phất thành lệ thương. Cũng mặc kệ hắn có phải bản thân hay không, đi lên là được rồi, dù sao những người khác cũng làm như vậy. Tô Tinh ngược lại không có chút ảnh hưởng nào, ngược lại cái tài khoản Weibo đặt tên là Tô Tinh kia lại bị người mắng thảm. Sau đó chủ tài khoản Weibo kia thật sự là không chịu nổi quấy nhiễu rốt cục tuyên bố một cái thanh minh. Các vị cư dân mạng hảo, ta là tô tinh tài khoản này hào chủ, nhưng ta cũng không phải các ngươi trong miệng tô tinh. Xin đừng tại ta tới. Một phong uy bộ đơn giản, chờ thời điểm mọi người đi vào, lại ngay cả A chính cũng hủy bỏ. Không chơi nữa, tôi trực tiếp hủy tài khoản, xem các cậu còn thế nào nữa. Quá độc ác. Đó là một người sói. Tám, quan bác lên tiếng, đây mới là thiếu niên. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Trên mạng rất nhiều đại quân tự xưng là chính nghĩa, đang liên thủ thảo phạt Tô Tinh, muốn hắn đi ra xin lỗi. Nhưng lại chậm chạp không có người đi ra đáp lại. Không phải là nhảm nhí sao? Tô Tinh còn đang tự học buổi tối, còn có thời gian cãi cọ với những giáo sư này. Hơn nữa, hắn cũng không có gì để giải thích. Bài báo này, phàm là người có chút đầu óc, đều có thể nhìn ra, ý tứ không phải là hạ thấp người già mà là gieo xuống một hạt giống phấn đấu trong lòng người trẻ tuổi hy vọng thế hệ trẻ có thể phấn đấu vì tương lai của cửu châu mà không phải như những người trên mạng suy đoán tô tinh đắm chìm trong học tập trên mạng lại bởi vì chuyện của anh hoàn toàn ầm ĩ thế hệ trẻ ở trên mạng bảo vệ thanh danh tô tinh thậm chí còn có chủ ủy bộ đem nội dung thiếu niên thuyết giải thích một blogger tên samoy giải thích thiếu niên thuyết đầu tiên là từ thời gian người già người trẻ sống trên đời dài ngắn để nói rõ vai trò quan trọng của người trẻ đối với cửu châu tiếp theo từ trí tuệ giàu có mạnh mẽ độc lập tự do tiến bộ hơn châu âu hùng hơn trái đất cố gắng nhấn mạnh rằng vận mệnh quốc gia trực tiếp gắn liền với những người trẻ tuổi cuối bài viết ca ngợi viễn cảnh tráng lệ không ngừng phát triển của thiếu niên và thiên trường tồn tinh thần vĩnh viễn tiến về phía trước của thiếu niên hát ru thiếu niên cửu châu cùng trời không già còn thiếu niên cửu châu thì cùng đất nước không biên giới cho thấy tiền đồ và vận mệnh của hai bên gắn liền với nhau nơi này bao hàm tình cảm mãnh liệt của tô tinh ca tụng là thiếu niên cửu châu sáng lập cửu châu ca ngợi thiếu niên cửu châu có tiền đồ tráng lệ vô hạn ngữ điệu cao và mang lại sức mạnh chấn động lớn phân tích nhịp nhàng ăn khớp có lý có cứ nhưng những cái gọi là giáo sư trên mạng kia vẫn không buông tha Nhất định muốn tô tin đi ra giải thích. Mười giờ tối, hai bên vẫn cãi nhau túi bụi như cũ. Lúc này, tài khoản chính phủ cửu châu lại hiếm thấy chia sẻ một cái ôi bô. Thiếu niên trí tắc quốc trí, thiếu niên cường tắc quốc cường. Cửu châu tương lai, cuối cùng là thuộc về thế hệ trẻ tuổi, hy vọng thiên hạ thiếu niên có thể khắc khổ, phấn đấu. Nguyện thiên hạ thiếu niên, người người như rồng, nguyện cửu châu đại địa, hùng vu địa cầu chuyển phát ôi bộ đến từ trường trung học số 1 Lưu Châu. Trong lúc nhất thời, tất cả thanh niên trong nháy mắt điên cuồng, bọn họ nhau nhau nhắn lại phía dưới ôi bộ chính thức. Cảm tạ chính phủ đại đại vì chúng ta chính danh, làm tân thế hệ ưu tú thanh niên, nhất định không phụ thiều hoa. Trăm năm truyền thừa, tấm lòng ban đầu chưa thay đổi, kính chào cửu châu không tầm thường, chúng ta nên tiếp tục cố gắng. Lấy tiền bối làm chỉ dẫn, chúng ta không quên tấm lòng ban đầu, kiên trì đi về phía trước. Đây là tốt nhất cửu châu, đây là phồn hoa nhất thời đại, tiền bối vì chúng ta sáng tạo một cái thịnh thế, chúng ta nghĩa bất dung từ. Phía chính phủ trực tiếp biểu lộ thái độ, lúc trước ở trên mạng ầm ĩ muốn tô tin cho một lời giải thích, nhau nhau ngậm miệng lại. Nhưng cư dân mạng cũng sẽ không quên ngôn luận lúc trước bọn họ đã phát biểu. Một số người thông minh đã xóa bình luận trước đó. Đương nhiên còn có một số người, tự hồ quên mất chuyện này, vì thế bọn họ liền bị cư dân mạng kéo lên quốc thi thể. Ờ, đây không phải là tác giả nổi tiếng của chúng ta sao? bây giờ sợ rồi. sao không ầm ĩ đòi tô tinh xin lỗi? vừa mới tra một chút tên của hắn, trên danh nghĩa căn bản không có bất kỳ một thiên tác phẩm nào, người như vậy cũng bị chứng thực thành nổi danh tác giả. có thể là chứng kiến tô tinh một cái học sinh trung học cũng có thể viết ra tác phẩm như vậy, trong lòng có chút ghen tị đi. nhiều măng a. À trên núi măng đều bị các ngươi đoạt hết các ngươi liền không thể cho người ta lưu một chút mặt mũi trước màn hình ông lão tóc mai hoa râm nhìn bình luận của cư dân mạng tức giận trực tiếp tắt bình luận trên mạng nhấc lên gợn sóng tôi tin hoàn toàn không biết gì cả như trước không biết mệt mỏi lật xem trong tay thư tịch tuy rằng kiếp trước trình độ học vấn của hắn rất cao thậm chí cùng đạo sư hoàn thành không ít hạng mục nhưng hiện tại hắn cơ bản đều quên không nhiều lắm mặc dù có nguyên chủ lưu lại nền tảng. Nhưng cái này hoàn toàn không đủ, hoặc là không làm, muốn làm liền làm đến tốt nhất, đây là tô tinh luôn luôn hành sự chuẩn tắc. Hơn nữa hiện tại hắn còn có đã gặp qua là không quên được năng lực, nắm giữ trên sách vở tri thức, hoàn toàn không có áp lực. Trong lúc bất tri bất giác, giờ tự học buổi tối đã kết thúc, tô tinh vẫn phản phất như không biết. Thẳng đến khi toàn bộ đèn trường học đều tắt, Tô Tinh ngẩng đầu lúc này mới phát hiện, tất cả mọi người đã rời khỏi trường học. Tô Tinh tiện tay cầm lấy sách trên tay, dời ghế dựa, vừa chuẩn bị đi ra ngoài. A, à, một giọng nói nhẹ nhàng vang lên bên tai Tô Tinh, khiến hắn hoảng sợ. Lý Vũ Nhi, sao ngươi còn chưa đi? Tô Tinh mượn ánh trăng, nhìn về phía bên cạnh có chút mơ hồ Lý Vũ Nhi hỏi. Tôi. Đánh đề hơi buồn ngủ, lúc này mới nằm sắp trên bàn ngủ, ai biết. Lý Vũ Nhi sắc mặt có chút ửng đỏ, Thần sắc có chút xấu hổ. Lý Vũ Nhi, Lý Vũ Nhi, sao con lại vô dụng như vậy, đã nói khắc khổ học tập, lại trực tiếp ngủ thiếp đi, quá mất mặt. Không có việc gì, chúng ta cùng nhau trở về đi. Muộn rồi. Tôi tin ngược lại là hoàn toàn có thể lý giải, học sinh cấp 3 áp lực quả thật rất lớn, làm bài làm ngủ đó là thái độ bình thường. Tuy rằng lúc ấy cậu được cử đi học, nhưng trạng thái của các bạn học, cậu vẫn có thể hiểu được vơ sai cũ. Ân. Thanh âm của Lý Vũ Nhi cơ hồ không nghe thấy, bất quá ai bảo lỗ tai tô tinh tốt chứ. Hai người thu dọn sách vở xong, liền trực tiếp đi ra ngoài trường. Lúc này trường học, yên tĩnh có chút đáng sợ, chỉ còn lại có thưa thớt vài ngọn đèn đường. Ta cảm giác ngươi thật giống đột nhiên thay đổi, cùng trước đó hoàn toàn bất đồng. Đi ở trên đường, Lý Vũ Nhi đột nhiên nói. Không phải chứ, cái này cũng có thể đoán được, giác quan thứ sáu của nữ sinh chuẩn như vậy sao trong lòng tôi tin lập tức cảnh giác có lẽ lời của giáo sư ảnh hưởng đến tôi thế hệ chúng tôi từ nhỏ đã ngậm thì vàng lớn lên nhiều người trong xã hội có thành kiến với chúng tôi và cảm thấy chúng tôi là một thế hệ bị hủy hoại nhưng sự thật cũng không phải như thế thân không thân là người chúng ta không thể lựa chọn rất nhiều thứ nhưng luôn có một số việc là có thể thay đổi nghe lão sư trưởng bối nói qua không biết bao nhiêu lần canh gà lý vũ nhi không chỉ không có một tia không vui ngược lại trịnh trọng gật đầu anh nói rất đúng cho nên đây mới là nguyên nhân anh thay đổi sao em cũng sẽ cố gắng mượn ánh đèn nhìn lý vũ nhi vẻ mặt nghiêm túc tô tinh nặng nề gật đầu chúng ta cùng nhau cố gắng khuôn mặt tô tinh mang theo ý cười dưới ánh trăng chiếu rọi mê người như vậy lý vũ nhi nhất thời nhìn ngay người Ngươi không sao chứ? Tô Tinh nhẹ nhàng thanh âm ở bên tai vang lên, nàng lúc này mới phục hồi tinh thần lại. À, không có việc gì, cái kia không có việc gì, ta đi trước, ngày mai gặp. Nói xong, cũng không đợi Tô Tinh đáp lời, liền trực tiếp đỏ mặt chạy chậm rời đi. Chính ấm áp nhà, từ ái Tô mẫu. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Lý Vũ Nhi, ngươi như thế nào như vậy vô dụng a, à, vừa rồi ngủ đã rất mất mặt. Hiện tại lại chỉnh như vậy vừa ra, ai? Lại nói, trước kia làm sao không có phát hiện hắn đẹp như vậy. Lý Vũ Nhi cảm giác trái tim vốn không gần sống, giống như hoàn toàn rối loạn. Từ sau khi phân ban, hai người ngồi cùng bàn, cơ bản đều không động đậy. Trước kia hai người cũng từng trao đổi, nhưng chưa từng giống như hôm nay, chẳng lẽ. Lý Vũ Nhi lắc đầu, mang theo một tia tình cảm thiếu nữ rời khỏi trường học. Tô Tinh nhìn bóng lưng Lý Vũ Nhi, có chút không rõ nguyên do. Vừa rồi không phải còn nói chuyện rất tốt sao, sao đột nhiên lại đi rồi? Tô Tinh có chút nghĩ mãi mà không rõ, bất quá hắn cũng không có miệt mài theo đuổi. Đây cũng không phải nghiên cứu khoa học, nghiên cứu sâu như vậy làm gì, mặc kệ hắn. Tiếp theo, Tô Tinh liền rời khỏi sân trường. Nhà Tô Tinh cách trường học cũng không xa. Thật ra thì thì ra là rất xa bất quá theo ý chỉ của mẹ tôi cả nhà bọn họ chuyển đến nơi này trong trí nhớ nhà bọn họ tổng cộng chuyển qua hai lần vốn trong nhà có một căn nhà rất lớn sau đó bởi vì anh lên trung học cơ sở dưới quyết định của người nhà liền đổi đến bên cạnh trung học cơ sở lúc đó anh đang học căn nhà cũng lập tức nhỏ đi không ít tiếp theo chính là tô tin thi đậu đệ nhất trung học bọn họ lại chuyển nhà một lần nữa ngôi nhà cũng nhỏ hơn bất quá mẹ tô ngược lại thích thú nói cái gì phòng ở có chút chỗ tốt tìm đồ gì đó cũng thuận tiện không ít tô tinh cũng biết đây hết thảy đều là vì hắn đương nhiên tô tinh cũng không phụ kỳ vọng của bọn họ thành tích ở trường học thủy chung đứng đầu nhìn kỹ cửa chống trọng rỉ sét trước mắt tô tinh mang theo một tia ấy nấy đẩy nó ra mẹ mẹ đã về rồi ngồi ở sofa mỹ phụ nghe được đồng tỉnh liếc mắt trắng một cái vừa mới chuẩn bị mở miệng lại bị tô tinh giành trước một bước. vâng, tôi đã trở lại. mỹ phụ nhân này chính là mẫu thân của tô tinh, nàng trợn trắng mắt tô tinh, tức giận nói: ngươi a, à, trong nồi để lại cho ngươi một chút gì đó, tranh thủ ăn, nghỉ ngơi cho tốt. ân. Ừ. giữa hai người có chút nghịch ngợm lời nói, sớm đã là nhà bọn họ hàng ngày. tô tinh từ nhỏ rất thích tiểu tân, luôn học giọng điệu của cậu, cứ thế mãi mẹ tôi cũng có chút thói quen mẹ tôi tên đầy đủ là liễu uyển nghi là một giáo viên tiểu học mà cha hắn tô minh lại là một công nhân bình thường người một nhà mặc dù không kiếm được nhiều tiền nhưng cũng thập phận ấm áp từ nhỏ đến lớn Tô tin chưa từng thấy cha mẹ cãi nhau gì có thể nói hắn vẫn luôn sống rất vui vẻ cha mẹ đối với hắn cũng không có yêu cầu gì khác chỉ hy vọng hắn có thể học tập thật tốt Tô Tinh cũng đạt được mục tiêu của bọn họ, thành tích vẫn luôn không có rớt xuống. Ân. Ăn ngon thật. Chậm một chút, có người đoạt với ngươi hay không? Tô Tinh khẽ gật đầu, nhưng không có chút ý tứ thả chậm, vẫn ăn như hổ đói. Tuy rằng thức ăn này cũng không phải thập phần mỹ vị, nhưng Tô Tinh lại ăn rất vui vẻ. Ăn xong, Tô Tinh rất tự giác thu dọn bát đũa. Để ở đó đi. Lát nữa mẹ tới, con mau đi tắm đi. Không có việc gì. Không chậm trễ bao nhiêu thời gian. Tô Tinh không có ý dừng lại, hai ba cái liền đem bát đổ thu thập xong. Được rồi, con đi tắm đây, mẹ cũng nghỉ ngơi sớm một chút. Ừ, được. được. Liễu Uyển Nghi đáp một tiếng, rốt cục đứng dậy. Mẹ Tô mới chỉ hơn 40 tuổi, mặc một thân áo ngủ, lại để lộ ra một cổ khí chất văn nhã. Bất quá Tô Tinh lại từ trên mặt của nàng, rõ ràng thấy được nếp nhăn nơi khóe mắt nàng. Mẹ, cảm ơn mẹ. Tô Tinh đột nhiên đi tới, ông lấy mẹ Tô. Mẹ Tô hơi ngẩn người, phục hồi tinh thần lại. Đứa nhỏ ngốc, đây là việc nên làm, nghỉ ngơi sớm một chút đi, ngày mai còn phải đi học. Được rồi. Tô Tinh cười về tới phòng, nhẹ nhàng đóng cửa phòng lại. Tiểu Tinh hình như đã trưởng thành rồi. Nhìn bóng lưng Tô Tinh rời đi, mẹ Tô lắc đầu, cũng về tới phòng. Tiểu tinh đã trở lại. Tô Minh mở miệng hỏi. Trong phòng, Tô Minh cũng không có ngủ, mà là vẫn chờ Tô Mẫu trở về. Ừ, về rồi. Mẹ Tô gật gật đầu. Không phải bảo cậu nghỉ ngơi sớm một chút sao? Ngày mai cậu còn phải đi làm. Thói quen rồi, không có em ở bên cạnh, làm sao ngủ được? Đều lão phu lão thê còn già mồm cãi láo như vậy, cũng không ngại xấu hổ. Ha ha. Tô Minh cười gượng hai tiếng. Chờ mẹ Tô hoàn toàn nằm xuống, lúc này mới nặng nề ngủ thiếp đi. Sắc trời dần sáng, Tô Tinh đã sớm tỉnh. Đây là hắn từ kiếp trước liền dưỡng thành thói quen, dậy sớm sau liền đi rèn luyện. Dù sao thân thể mới là tiền vốn, không có một thân thể khỏe mạnh, những thứ khác đều là hư. "Mẹ, buổi sáng tốt lành." Tô Tinh nhìn Tô mẫu đang bận rộn, mỉm cười chào hỏi sao hôm nay dậy sớm vậy, sao không ngủ thêm một lát? Mẹ Tô có chút nghi hoặc, bình thường điểm này Tô tin hẳn là còn không có đứng lên, hôm nay như thế nào tỉnh sớm như vậy? Ngủ không được, liền trực tiếp đứng lên. Tô tin giải thích. À, trên bàn có đồ ăn sáng của em, vậy nhân lúc còn nóng ăn đi, tiết kiệm một lần nữa bỏ vào trong nồi. Được. Tô tin cầm lấy bữa sáng trên bàn gặm, hơn 10 phút sau. Còn đi học đây, BB. Được, trên đường chậm một chút. Biết rồi. Không bao lâu, Tô Tinh liền tới trường học, so với Dĩ vãng tới sớm hơn không ít. Tô Tinh đi tới trường học sau đó, không có đi phòng học mà là trực tiếp đi tới sân thể dục. Lúc này sân thể dục cũng không có bao nhiêu người, chỉ có mấy người đang cầm sách vở đọc thuộc lòng. Tô Tinh cũng không quản bọn họ, trực tiếp chạy ra sân thể dục. Một vòng, hai vòng, Mười vòng chạy chừng 10 vòng, lúc này mới dừng lại. Liếc nhìn thời gian, cảm thấy kém không nhiều lắm, Tô Tinh lúc này mới hướng phòng học chạy tới. Lúc này, trong phòng học cơ bản đều đã tới đông đủ, kia huyên náo tiếng đọc sách, cho dù đặt ở rất xa, đều có thể nghe được. Vừa mới tiến vào phòng học, Tô Tinh liền thấy được vành mắt đen nhánh trên mặt Lý Vũ Nhi. Tối hôm qua cậu đi đâu vậy, sao vành mắt lại nặng như vậy? Lý Vũ Nhi có chút u oán nhìn Tô Tinh, vốn định nói còn không phải bởi vì ngươi. Lời nói đến miệng rồi lại thay đổi. Không có gì, hôm qua đọc sách quá muộn. À, vậy cậu ngủ một lát đi. Lát nữa sẽ lên lớp. Ân. Ừ. Lý Vũ Nhi thật sự là có chút phiền, tối hôm qua sau khi về nhà. Cả buổi tối, cũng không ngủ được, đều sắp phiền muốn chết. Hơn nữa mấu chốt nhất chính là, trong đầu luôn xuất hiện tô tinh thân ảnh, để cho nàng đều có chút ma giật mình. 10 chục Dạ Lý Vũ Nhi. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Chẳng lẽ tôi thật sự thích Tô Tinh? Nhưng mà, hắn có cái gì tốt, ngoại trừ thành tích tốt một chút, bộ dạng đẹp trai một chút, tính tình còn một chút. Ô, không thể nào. Lý Vũ Nhi đem toàn bộ đầu đều chôn ở trong sách, xấu hổ không dám ngẩng đầu lên. Cô phát hiện, hình như thật sự có chút thích Tô Tinh không biết bắt đầu từ khi nào có lẽ là trước tại liền thích chỉ là nàng vẫn không có phát hiện cũng có thể là tại kia thiên thiếu niên nói về sau còn có thể ba trong lúc bất chợt một bàn tay nhỏ bé trực tiếp vỗ vào gáy của nàng làm gì vậy ngươi đây là muốn đem sách cho ăn lý vũ nhiên ngẩng đầu lên liền thấy được một vị thiếu nữ tươi đẹp mang theo ý cười mộ dung ngư ngươi làm gì vậy lý vũ nhi nhìn thiếu nữ trước mắt có chút tức giận mộ dung ngư có chút mập mạp khuôn mặt nhỏ nhắn đô đô rất là đáng yêu cô là bạn thân của lý vũ nhi quan hệ của hai người vẫn rất tốt ngươi nói đi ta đây không phải quan tâm ngươi sao nói ngươi vành mắt thâm quần như thế nào nặng như vậy tối hôm qua đi làm gì nghe vậy lý vũ nhi cũng có chút tức giận tối hôm qua tại sao không đánh thức ta vậy mà một mình lén lút đi còn nói là tỷ muội tốt của ta, không bao giờ để ý tới ngươi nữa. Lý Vũ Nhi hai tay giao nhau, mở to hai mắt nhìn Mộ Dung Ngư. Tối hôm qua không phải ngươi nói bảo ta đừng quấy rầy ngươi sao? Sau đó anh ngủ thiếp đi. Hơn nữa lúc tan học rõ ràng đã gọi em, cũng là em bảo anh đi trước, sao còn trách anh? Mộ Dung Ngư biểu môi, có chút tức giận nói. Ặc, à, là như vậy sao? Lý Vũ Nhi ngượng ngùng gãi đầu, câu mày hồi tưởng chi tiết ngày hôm qua. Phát hiện, giống như, có lẽ, thật sự. Chính là như vậy. Vốn chính là tốt sao? Nói, ngày hôm qua rốt cuộc ngươi đi làm gì? Mộ dung ngư nhìn Lý Vũ Nhi chất vấn. Cũng không có làm gì a, à, chỉ là. Vẫn không ngủ được. Lý Vũ Nhi có chút lo lắng trả lời. Ánh mắt của nàng mơ hồ, rõ ràng là đang né tránh không có khả năng, ta quá hiểu rõ ngươi, còn không thành thật khai báo. Lý Vũ Nhi ho khan hai tiếng, chớp mắt nhìn mộ dung ngư. Cái kia. Thật không có gì, chỉ đơn thuần là không ngủ được. Không có khả năng. Mộ dung ngư trực tiếp lắc đầu phủ định. Ngươi khẳng định có chuyện gì gạt ta, vừa rồi ngươi đều công mũi, mỗi lần nói dối, ngươi đều sẽ theo bản năng công mũi, còn nói không có gạt ta lý vũ nhi có chút ngoài ý muốn nhìn mộ dung ngư ánh mắt kia rõ ràng đang nói ta có thói quen như vậy sao mộ dung ngư nặng nề gật đầu được rồi được rồi sợ ngươi rồi chúng ta đi ra ngoài nói lý vũ nhi có chút tức giận nói còn muốn đi ra ngoài nói ngươi rốt cuộc có muốn nghe hay không không cần ta sẽ không nói muốn nói xong hai người liền đi thẳng ra ngoài phòng học tiếp theo lý vũ nhi liền đem chuyện tối hôm qua cùng tô tinh về nhà nhất nhất nói cho mộ dung ngư ta kháo không thể nào ngươi mộ dung ngư há to miệng trong mắt tràn đầy không thể tin nói nhỏ một chút ngươi là muốn mọi người đều biết chuyện này sao lý vũ nhi cắn răng có chút tức giận mộ dung ngư nhìn bên cạnh phát hiện không có ai lúc này mới giống như làm trộm nhỏ giọng nói a à, được nói cách khác tối hôm qua tôi tin đưa ngươi về nhà sau đó buổi tối ngươi liền ngủ không được tuy rằng trong lòng lý vũ nhi cũng không muốn thừa nhận nhưng vẫn gật gật đầu a à, lúc trước hắn có cùng ngươi về nhà không mộ dung ngư chớp mắt tiếp tục hỏi có vậy lúc đó anh không ngủ được sao không có nói tới đây mộ dung ngư đột nhiên vỗ tráng một cái vô cùng cảm khái xong rồi ngươi đây là thích hắn đi. Không có khả năng, ta làm sao có thể thích hắn đâu, chỉ là, chỉ là. Tối hôm qua hắn nói muốn thay đổi xã hội đối với chúng ta thành kiến, ta buổi tối đều suy nghĩ chuyện này, làm sao là thích hắn. Lý Vũ Nhi thề thốt phủ nhận, ngữ khí càng ngày càng khẳng định, tự hồ tìm được nguyên nhân tối hôm qua không ngủ được. Thật sự là như vậy sao? Trên mặt mộ dung ngư mang theo một tia chế nhạo. Tự hồ cũng không có tin tưởng lời thoái thác của nàng chính là như vậy ta không nói với ngươi ta muốn trở về học tập ta cũng muốn cố gắng còn nói không thích tô tin đều cùng người ta chí hướng giống nhau còn nói không thích giọng mộ dung ngư rất nhỏ lý vũ nhi cũng không nghe rõ ngươi nói cái gì không có a à, ta có thể nói cái gì chính là hy vọng ngươi không lừa gạt chính mình ta làm sao có thể lừa gạt chính mình đâu Quả thực là lời nói vô căn cứ, không dám ngươi nói, ta muốn học tập. Tiếp theo, Lý Vũ Nhi liền xoay người đi vào phòng học. Ngay khi Mộ Dung Ngư cũng chuẩn bị đi vào, Lý Vũ Nhi lại xoay người lại. Chuyện này không thể nói với người khác nha. Biết rồi. Ta cũng không phải miệng rộng. Nghe Mộ Dung Ngư cam đoan, Lý Vũ Nhi lúc này mới xoay người lại, về tới phòng học. Lúc đi ngang qua Tô Tinh, bước chân Lý Vũ Nhi không tự chủ ngừng lại. Sau đó nặng nề thở ra một hơi, lúc này mới trở lại chỗ ngồi. Bí mật nhỏ giữa Lý Vũ Nhi và Mộ Dung Ngư, Tô Tinh cũng không biết, lúc này hắn đã hoàn toàn đắm chìm trong sách vở. Tuy rằng hắn có năng lực đã gặp qua là không quên được, nhưng tri thức Trung học phổ thông cũng không ít, vẫn phải nắm chắc thời gian. Theo học tập xâm nhập, Tô Tinh ngược lại phát hiện tri thức Trung học phổ thông vẫn là rất thú vị hắn cố ý đem tất cả sách vở cấp 3 đều tìm ra, vốn có chút tri thức không quá vững chắc. Dưới năng lực đã gặp qua là không quên được của hắn, cũng dần dần bị nắm giữ hoàn toàn. Đinh linh linh. Tiếng chuông lên lớp vang lên, một nữ giáo viên khí chất 10 phần đi vào. Cô liếc nhìn học sinh trong lớp, phát hiện cũng không có ít người, liền trực tiếp bắt đầu nói đề mục. Cho dù là giáo viên đã bắt đầu giảng bài, tôi tin cũng không dừng bước ôn tập của anh vẫn đắm chìm trong thế giới của mình. Đối với Tô Tinh như vậy, kỳ thật lão sư bình thường cũng không quản. Dù sao có thể xuất hiện ở lớp này, đều có năng lực nhất định. Chỉ cần không quấy rầy học tập của các bạn học khác, giáo viên cũng sẽ không quấy nhiễu. Đây có lẽ chính là đặc quyền thành tích xuất sắc mang đến đi. Lão sư hoàn toàn thả lỏng, Tô Tinh cũng mừng rỡ thanh nhàn. Suốt một buổi sáng thời gian, Tô Tinh đều đang xem lý tống sách giáo khoa hoàn toàn không có làm chuyện khác điều này làm cho lý vũ nhi có chút khó hiểu những thứ trong sách giáo khoa giáo viên không phải đều đã nói qua sao có lúc này không soát đề lại xem sách giáo khoa có cần thiết không